Sao? Bà thấy hả dạ chưa hả? Trả được thù rồi đó. Bà thấy mãn nguyện chưa? Bao nhiêu năm nay tôi đối xử với bà như thế nào mà bà nỡ bất nhân bất nghĩa với tôi như vậy hả bà Vú? Bà đừng vội vui mừng. Bà tưởng sau khi bà giúp người ta hại tôi thì họ sẽ coi trọng bà sao? Không có đâu. Họ chỉ coi bà như một quân cờ. Sau khi dụng xong, họ sẽ giết bỏ bà. Lúc đó, không chừng bà còn khổ sở gấp trăm gấp ngàn lần tôi bây giờ đó. Bà Vú à, đời người khó biết trước lắm. Quả báo sẽ tới với bà đó. Từ nay cho tới khi chết, bà đừng hòng sống thanh thản. Bà cứ rủa xả tôi, cho hết cơn giận trong lòng của bà đi. Sao bà không nghĩ lại coi, ai đã mượn việc thất nhân ác đức với tôi trước hả bà Tư? Bà nói vậy là sao? À, tôi hiểu rồi. Vậy ra có người sắp đặt hết mọi chuyện, đặng bà trở mặt với tôi, đặng làm phản tôi, có đúng không? Tôi biết người đứng sau lưng bà là ai rồi. Bà Vú, bà đã mắc mưu của họ rồi đó. Người ta mượn tay bà đặng hại chết tôi đó. Bà không tin tôi chứ gì? Bà quay về hỏi kẻ đó thử coi, coi có đúng như vậy hay không. Tôi biết bà sẽ nói lại chuyện này với quân đê tiện đó mà. Thế nào hắn cũng lân la tới đây đặng dò xét tôi. Thật ra tôi cũng muốn biết kẻ đó là ai và tại sao hắn lại thù tôi lung vậy. Có chuyện gì hệ trò mày cứ tìm tôi gấp vậy? À, mậu ba, hôm qua tôi có xuống thăm bà Tư, nhưng mà bà Tư bà nói nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Má Tư nói gì với Vú mà Vú cho là kỳ? Bà Tư nói khó hiểu lắm, tôi không thể cắt nghĩa cho mợ nghe được. Với lại có mấy việc tôi thấy nghi ngại trong lòng, cho nên tôi mới hỏi lại mợ cho rõ. Vú nhắc lại từng câu từng chữ mà má Tư nói cho tôi nghe lại đi. Dạ. Sao biết được cái đàn bánh này mà đem tới à? Em giận hay oán trách chị vì không lên tiếng binh vực cho em thì chị cũng đành chịu. Nhưng tội trạng của em đành rành ra đó, không thể nào dung thứ cho em được cả. Tôi không cần chị tới đây giả bộ thương hại tôi. Đừng làm bộ bi lụy nữa. Chỉ tại tôi thấp trí nên mới bị mấy người dụng mưu hãm hại tôi ra nông nổi này. Em vẫn chưa chịu sám hối vì tội lỗi của mình sao? Mọi chuyện đều do nhân quả đó em. Em đã gây ra lỗi tài trời như vậy thì em phải gánh chịu hậu quả đó chứ. Nếu như tội tôi lớn lung như vậy, tại sao mấy người không giết chết tôi luôn đi? Cớ chi nhốt tôi ở đây làm gì? Thà tôi chết đi còn sướng hơn. Ngày nào cũng phải gặp mấy cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa trong cái nhà này. Em à, sao em lại buông ra những lời cay nghiệt như vậy hả em Tư? Nếu em vẫn cố chấp như vậy á thì chị không tới thăm em nữa đâu. Phải, chị không nên tới những chỗ như vậy. Rủi bị dạ lây thì mất danh tiếng của chị đó. Em Tư à, chị tới thăm em vì cái tình, cái nghĩa lâu nay chị em mình sống chung một nhà, chứ không phải tới nhìn em xa cơ thất thế mà đắc chí đâu.
Em đừng nghi kỵ mọi người như vậy nữa. Vì em có tội cho nên bị xử theo gia quy, đó là luật lệ của nhà này. Em dư biết chuyện đó mà. Chị cứ nhắc đi nhắc lại cái tội của tôi như vậy. Vậy còn chị thì sao? Chị tưởng là chị đoan chính lắm à? Chị quên là chị cũng từng làm cho ông phải tím ruột bầm gan vì bị thiên hạ dèm pha là nuôi con người khác đó à. Nè, em nói xàm gì vậy? Em có tỉnh trí không đó? Việc này đâu phải chỉ một mình tôi biết, chẳng qua là không ai dám lên tiếng thôi. Tôi nhớ lúc ông còn sống, ông thường nói với tôi, trong lòng ông lúc nào cũng không được yên. Ông luôn lo sợ là ông sẽ bị người khác xỏ mũi dắt đi. Trời Phật ơi, em càng nói em càng hồ đồ đó ra. Em ăn nói cái gì mà kỳ khui vậy em Tư? Chuyện lâu quá nên chị quên, hay là chị không dám khơi lại hả chị hai? Để tôi nhắc lại cho chị nhớ nghe chị hai. Có phải chị sanh thằng Ba Lâm khi nó chưa đủ tháng không? Lúc đó thiên hạ đã bàn tán xì xào, cho rằng chị có thai trước khi về làm vợ ông. Mà chuyện đó cũng đúng thôi, bởi vì trước ngày rước dâu, chị bỏ đi đâu đó với nhân tình cả đêm mà. Tất cả chuyện này là do ông kể với tôi đó. Ông còn nói mỗi lần ông nhìn thằng Ba Lâm, ông lại nhớ tới cái nỗi nhục mà chị mang tới cho ông đó. Ông quán hận chị lắm, chị có biết không? Vì chị mà ông bị thiên hạ chê cười, chị thấy chưa? Nói cho cùng, chị có khác gì tôi đâu. Chị không có tội với ông, mà tội này còn là tội tày trời đó chứ. Không sao hả? Úi, ai chọc má mà coi bộ má tức tối luôn vậy? Má à, má bình tĩnh lại đi. Má uống miếng nước cho hạ cơn giận đó nha má. Tức quá mà, nó làm má giận rung tay rung chân luôn nè. Đời má chưa bao giờ tức giận như vậy hết á. Không thể chịu đựng được mà. Nó đã làm quấy mà không chịu tỉnh ngộ nữa, còn lôi mấy chuyện xưa lắc xưa lơ ra nó bá láp bá xàm gì đó. Trời ơi, đúng là ngậm máu phun người mà. Má đang nói ai vậy? Thì má Tư con chứ ai. Cha con đã nhìn lầm người rồi, sao lại có thể nhận một người độc ác như vậy về làm vợ chứ. Nó thâm hiểm, thiệt là thâm hiểm mà. Ba Lâm à, cứ chi con không cho người giải nó lên quan, nhốt nó nhà làm gì? Tội giết chồng đâu phải là tội nhẹ chứ. Má à, việc này mà đưa lên quan sẽ tổn hại đến danh tiếng của gia đình mình. Con không muốn thiên hạ dị nghị dèm pha. Với lại cha con đã mất lâu rồi, nếu làm ồn ào sẽ tủi cho vong linh của cha đó. Cũng chỉ vì mình biết nghĩ cho người khác nên mới nương tay cho nó được nước nó làm tới vậy đó. Trời ơi, moi móc chuyện riêng tư người khác làm bỉ mặt mình à. Má Tư nặng lời với má lắm sao? Nó không những mắng nhiếc má mà còn xúc phạm tới con nữa kìa. Con tự nhiên nó nổi điên lên, nó nói con không phải là con ruột của cha con. Nó nói má đã mang thai con trước khi về nhà này. Nó nói cha con hận má nên con à. Thật ra chuyện này là do thiên hạ bịa đặt. Má Tư con nghe lớn được ở đâu đó, rồi trong lúc tâm trí bất minh nên mới hồ đồ nói ra như vậy thôi. Con đừng có để bụng nghe không con. Cha con không bao giờ tin mấy cái chuyện như vậy đâu. Trước đây cha con đã cấm tiệc những người trong nhà bàn tán hay nhắc lại chuyện con đẻ thiếu tháng. Con sẽ không tha cho bất kỳ ai dám xúc phạm tới má con mình. Cho dù họ có giả khùng giả điên, con cũng sẽ không tha. Ba Lâm à, không phải đâu con. Má Tư con không phải cố ý đâu.
Chắc tại cô buồn bực trong lòng nên ăn nói thiếu suy nghĩ. Chứ cô đâu có lớn gan như vậy đâu con. Lâm à, con nghe má nói nè. Bà Lâm à, nghe má nói nè. Bà Lâm. Thôi chết rồi. Đã biết tánh thằng ba nó nóng nảy như vậy mà mình lại kể cho nó nghe làm gì vậy không biết nữa. Lần trước là chuyện của con Hường, lần này lại là chuyện của em Tư. Thiệt, cái miệng làm hại cái thân mà. Chết rồi. Chính tai ông nghe vậy sao? Em Tư dám lớn tiếng nhục mạ em hai vậy hả? Dạ, tôi nghe bà hai kể lại với cậu ba không sót một chữ nào. Bà hai nói bà Tư dựng chuyện, lôi chuyện cũ ra, nói tầm bảy tầm ba. Cái gì mà cậu ba không phải là con ruột? Rồi cái gì mà bà hai mang thai cậu ba trước khi về làm vợ ông hội đồng? Ôi, tùm lum tùm la hết bà ơi. Mô Phật, em Tư ơi, em quẩn trí rồi. Cái chuyện quá giản, cớ chi mà nhắc lại để mà cho thêm rắc rối vậy? Rồi cậu ba có nói gì không? Cậu ba giận lắm, mặt hầm hầm, bỏ đi ra khỏi phòng. Ồ, em Tư thật là không biết phân biệt phải quấy. Bản thân mình đã mang trọng tội mà lại gây xào xáo trong gia đình. Ôi cha, bữa nay lại lôi ra chuyện này, ngày mai biết đâu lại lôi ra chuyện khác nữa. Dạ bà nói phải đó. Không chừng mai mốt gì đó bà tôi bới móc chuyện gì của bà với cậu hai thì sao? Ông Bốn à. Dạ. Tôi dặn ông bao nhiêu lần rồi, nói năng phải cẩn thận chứ. Tôi có khuất tất gì mà tôi phải sợ? Tôi chỉ lo cho em Tư thôi. Tại sao vậy? Tại sao em Tư không biết giữ miệng để rồi phạm thêm sai lầm khác? E rằng sau này sẽ thiệt thân đó. Em Tư ơi là em Tư, sao em không biết tu tâm dưỡng tánh? Rủi sau này có xảy ra chuyện gì là do em tự rước họa vô thân đó nghe em. Má Tư à, con xuống thăm má đây. Nghe Vũ nói là má không được khỏe, má có muốn ăn gì không? Con kêu người nấu ăn cho má. Cô tốt với tôi quá. Tôi có gì đâu mà khỏe hay không chứ. Dạ, nếu như má Tư thấy khỏe trong người thì con mừng, chứ con sợ tâm trí má đang buồn bực, rồi má không kiềm chế được, sanh ra nói năng thiếu cẩn trọng, rồi ảnh hưởng tới người khác á, thì gây họa lớn cho má đó. Má Tư à, má nghe lời con nói đi, má đừng chọc giận người ta nữa được không má? Cảm ơn cô đã nghĩ giùm tôi, nhưng đối với tôi bây giờ, chuyện sống chết không còn gì to tát nữa. Thà chết sớm cho sướng tấm thân, còn hơn là chịu đọa đầy, chết dần, chết mòn. Má, má đừng thất chí như vậy. Con sẽ nói với chồng con thu xếp cách nào đó cho má thoát khỏi cảnh này. Má, má ráng chịu khổ thêm vài hôm nghe má. Cô thiệt là có lòng nhân đức. Trong nhà này chỉ có cô là đối tốt với tôi thôi, còn lại chỉ toàn là người gian dối. Ngay cả bà Vú là người thân tín nhất mà còn trở mặt với tôi mà. Má, thiệt ra Vú thông đồng với má cả mần việc này cũng do Vú hiểu lầm má thôi, chứ Vú không đến nỗi thâm độc như má nghĩ đâu. Con thấy Vú cũng hối hận lung lắm. Vú đã nguyện ăn chay trường từ nay cho tới hết cuộc đời. Đã vậy á, tối nào Vú cũng tụng kinh sám hối hết. Má, má rộng dung mà tha thứ cho Vú nghe má. Vậy thôi, con đi vô cho má nghỉ ngơi. Con sẽ tìm chồng con cậy ảnh giúp đỡ. Việc gì con đã hứa với má, con sẽ làm. Má an tâm đi. Đúng là mày rồi. Má nói gì vậy má? Hôm qua tới nay, tao đã cố nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tao ngẫm nghĩ lung lắm mới biết được
Hay chính là Vũ Phạm đã hại tao ra nông nổi này. Là mày. Tất cả mọi chuyện là do một tay mày sắp đặt. Mày lập mưu chia rẽ tao với bà Vú. Một mặt dụ tao rơi vào cái bẫy của mày, mặt khác xúi giục bà Vú phản tao. Cớ gì mày thù tao luôn vậy? Có phải tao đã gây thù chuốc oán với mày từ trước khi mày bước chân vô cái nhà này, có phải không? Mày nói đi, đừng có giả bộ nhân từ nữa, muốn giết người. Mày nói gì kỳ khôi vậy? Con không hiểu chi hết. Mày diễn cũng hay lắm đó, nhưng vở tuồng của mày sắp kết thúc rồi. Tao sẽ cho mọi người thấy hết cái kết của nó. Họ sẽ biết ai mới là kẻ đáng sợ nhất trong cái nhà này. Mày cứ chờ đó đi. Má Từ à, má làm con sợ quá. Má đang nói với con hay là đang nói với ai khác vậy má? Tao biết chắc sau khi bà Vú quay về sẽ tới gặp người mà tao muốn tìm, và kẻ đó sẽ tự dẫn xác tới đây. Mày thấy không, tao nói có sai đâu. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Mày đừng hòng che giấu tâm địa độc ác của mày nữa. Má Tư à, ai đó? Mày dọn đi ra đây đi. Tụi đó làm cái gì? Ai? 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 bà gọi cửa tôi mừng chi? Sao Vũ rùng dữ vậy? Bà Tư, bà Tư. Bà Tư làm sao? Bà Tư bị người ta cắt lưỡi rồi. Hả? Bà nói cái gì vậy? Mợ ba, là do mợ, mợ hại bà Tư đúng không? Cơ chi mợ nhẫn tâm làm việc ác động như vậy? Chứ đừng có nói tầm bậy. Nếu như tôi có hận má Tư đi nữa thì cũng không tới nỗi mà cái việc ác động như vậy đâu. Tôi đâu phải là người mất hết nhân tính như vậy chứ. Suốt đêm nay tôi ở trong phòng, không hề bước chân ra khỏi nhà. Vũ không tin á thì tôi thề độc với Vũ nha. Dạ, dạ, tôi xin phép ra ngoài. Lại thêm một người nữa bị cắt lưỡi sao? Chắc chắn kẻ mần việc này cũng chính là người đã ra tay với chị mình. Thiệt là tàn nhẫn mà. Có phải bà cả hay bà hai hay là bà Lâm? Chắc chắn là bà Lâm rồi. Cũng tại hắn sợ bà Tư bêu rớt chuyện của hắn cho nên hắn ra tay thâm độc như vậy. Bà Lâm à, anh dám ra tay với cả người thân của mình sao?
phải đối phó với anh như thế nào đây. Má Hai ơi, má Hai dậy đi má Hai. Có chuyện không hay rồi má Hai ơi. Má Hai. Gì vậy? Chuyện gì mà ồn ào vậy? Vô đây đi. Có chuyện không xong rồi má ơi. Hồi khuya. Hồi khuya làm sao? Má Tư. Má Tư có chuyện gì? Má Tư bị người ta cắt lưỡi rồi má ơi. Trời Phật, con nói xàm gì vậy? Dạ con nói thiệt đó má. Sắp nhỏ mới mén lại với con. Tội nghiệp má Tư quá. Thôi, để con chạy qua cho má con hay cái đã. Con đi đây. Chẳng lẽ nó giận đến không kiềm chế được hay sao? Biết xảy ra chuyện này thì mình học với nó làm chi? Giờ không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Con ơi là con, tội này để ba gánh hết cho con nha con. Mô Phật. Ôi, em ba. Em Tư sao rồi? Đốc tờ cô nói gì ông em? Hả? Cô sắc mặt em kìa, sao mà thất thần quá vậy em ba? Không hay rồi hả chị ơi? Đốc tờ khám cho em nói em Tư không xong rồi. Cổ vì quá hoảng sợ nên tâm trí bấn loạn. Giờ họ phải đưa cổ đi chữa bệnh về trí não rồi. Trời ơi, sao mà số mệnh em Tư lại khổ lụng như vậy? Đã vậy, từ nay em Tư trở thành một người câm mà em mãi không nói được nữa. Thiệt, nhìn em Tư ngất lên ngất xuống đau đớn như vậy, em không kìm được nước mắt. Con lại trời Phật, con lại Quan Thế Âm Bồ Tát, xin ngài thương cho gia đình con. Con nguyện ăn chay trường quanh năm suốt tháng, bố thí làm phước để cho gia đình con được tai qua nạn khỏi kiếp này. Chị cả, chị định liệu như thế nào hả chị? Có nên để em Tư ở lại bệnh viện được không? Đốc tờ đã nói cách chữa trị cho em Tư như vậy rồi thì mình phải nghe theo chứ biết làm sao. Mà như vậy cũng là cách tốt nhất cho em Tư. Cổ bị tâm bệnh, không có đưa về nhà được đâu. Gia đình mình lóng rài gặp toàn chuyện không may. Lần trước cả nhà một phen hoảng sợ vì chuyện con Hường, bây giờ là chuyện em Tư nữa. Ai mà ác lung vậy? Không biết họ có thù chi với nhà mình nữa. Em thấy bất an trong lòng lắm hả chị à? Tôi cũng lo lắm. Người ta hay nói câu nhất quá tam. Không lẽ nhà mình còn một lần nữa sao? Thôi mà, thôi. Đừng nói chuyện xui rủi. Sợ lắm, em đang làm cho mọi người sợ đó. Chị cả à, chị phải mời thầy về cúng vái cầu an cho gia đạo thôi chị cả à. Chẳng thà tốn kém một chút mà tôi cảm thấy an tâm hơn. Chứ như vậy thì... Thank you.
Mở ba. Dù mới đi thăm má Tư về hả? Nói thiệt với mợ, có lúc tôi cũng giận bà Tư lung lắm. Nhưng bây giờ nhìn bà Tư xanh mét, ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn, tôi thấy thương bà hết sức. Thiệt, cái quân nào mà ác nhân thức đức quá trời, thà giết chết bà Tư cho rồi, chứ để cho bà Tư sống mà không bằng chết như vậy thì sống làm gì chứ. Chú thương má Tư thiệt sao? Chú đang nguyền rủa người hại má Tư hay là đang mắng nhiếc tôi đó? Chú nghĩ là tôi có gan bằng việc đó hả? Mợ ba, tôi tức cho nên tôi nói cho nương giận vậy thôi, chứ tôi đâu dám hỗn sự với mợ đâu. Nói cho cùng, tất cả là tại tôi. Nếu tôi không trở mặt với bà Tư thì bà Tư không bị giam trong củi và bị... Vũ thấy rai rất trong lòng đúng không? Vũ có ân hận á thì mọi chuyện cũng đã rồi, tốt hơn hết. Vũ đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa. Mợ ba, tôi xin mợ cho tôi về quê an hưởng tuổi già. Đành rằng ở dưới quê tôi không còn ai thân thích hết, nhưng mà tôi muốn quay về đó. Tôi sợ căn nhà này lắm rồi mợ ba ơi. Mỗi khi nhớ tới con Hường rồi bà Tư là tôi bị ám ảnh, ăn ngủ không yên. Mợ à, nếu cứ chần chừ hoài không rời khỏi nơi đây thì người bị hại kế tiếp sẽ là tôi đó mợ. Vú đừng có tự hù dọa mình như vậy, không ai làm hại vú đâu. Mợ ơi, lời nói của tôi đúng lắm đó mợ. Mợ ơi, mợ cho tôi đi nghe mợ. Tôi cũng đã giúp mợ mình sắp công việc rồi, chắc mợ không cần tôi nữa. Tôi xin mợ, mợ cho tôi tỏa ý đi mợ. Mợ cho tôi đi đi mợ. Vú à, hôm nay chú đối với tôi kỳ lạ lắm. Sao vậy vú? Hay là chú nghi ngờ chính tôi ra tay hại má Tư? Chú trả lời đi. Dạ, dạ không, dạ không, dạ không, dạ không có đâu mợ. Tôi không dám nghĩ quét cho mợ đâu. Tôi thấy tôi già rồi, tôi chỉ muốn yên thân yên phận thôi mợ à. Mợ, tôi sợ lắm mợ ơi. Tôi sợ chết mà không toàn thay lắm mợ ơi. Vú bình tĩnh đi. Tôi đã hứa sẽ che chở cho vú, vú còn sợ gì nữa chứ. Vú muốn về quê đúng không? Dạ. Được rồi, sắp tới vú giúp giùm tôi một việc này, rồi tôi sẽ cho người đưa vú về tận dưới quê theo đúng ý nguyện của vú. Vú chịu chưa? Nói thiệt với vú, nếu như mà vú đi ngay lúc này, chắc chắn người ta sẽ để ý vú và họ sẽ không tha cho vú đâu. Vú tìm tôi có chuyện gì không? Dạ thưa bà, sáng nay đi chợ, mợ ba có mua được mấy khúc vải tốt. Mợ sai tôi đem qua biếu cho bà, với lại bà hai. Mà mợ ba còn dặn phải đưa cho bà trước, để bà coi khúc nào ân ý bà lấy, còn lại thì tôi đem qua cho bà hai. Con cháu nó có lòng nghĩ tới mình là quý rồi, có xấu cũng thành đẹp mà. Về nói với mợ ba là tôi cảm ơn nghe. Dạ. Mợ ba mà biết bà thích như vậy chắc là mợ ba vui lắm đó. Sáng nay lúc lựa vải, mợ ba có hỏi là cái màu nào hợp với bà. Tôi nói là bà cả là người nhân đức hay đi chùa lễ Phật, nên chỉ hợp với màu nhạt nhạt mà thôi. Dạ, tôi nói vậy có đúng không bà? Chà, lóng rài theo hầu mợ ba, nói năng cũng có khéo hơn trước ha. Chà, sắp giải này là vú lựa cho tôi đó hả? Dạ. Vú cũng biết ý tôi quá ha. Dạ,
Tuy tôi không nói ra, nhưng trong lòng tôi lúc nào bà cũng là người tôi phải chịu ơn nhiều nhất. Cho nên tôi vẫn thường hay để ý coi bà thích gì, để tôi mừng cho đúng ý bà đó bà. Vậy sao? À, tôi có làm ơn cho vú hồi nào mà sao tôi không nhớ ha? Dạ, là do bà mừng ơn nhiều quá cho nên bà quên. Chứ tôi nhớ như in. Cái ngày mà tôi bị ông hội đồng sai người giả vào miệng tôi, rồi đuổi tôi đi vì cái tội bếp xếp, nói cậu ba không phải là con của ông hội đồng. Lúc đó mai là có bà xin giùm tôi, nên ông mới ngu dựng mà tha cho tôi đó chứ. Không có bà, không biết bây giờ tôi sẽ ra sao. Thiệt, ơn nghĩa đó không biết khi nào tôi mới trả hết cho bà. Chuyện đó qua lâu lắm rồi, nhắc lại làm gì? À, mà bà nhắc lại tôi cũng thấy ngờ ngợ đó. Dạ, thôi tôi không dám làm phiền bà nữa. Tôi xin phép tôi qua phòng bà hai đặng đưa giả cho bà hai. À, khoan khoan, bà qua bên bà hai phải không? Mà cũng lạ ha, mấy bữa nay không biết mắc cái chứng gì mà bà hai bà cứ ở trong phòng, không chịu bước ra ngoài. Không nghe tiếng bà nói lén phén cũng thấy buồn đó chứ. Dạ thưa bà, việc này tôi chỉ nói nhỏ với bà thôi. Là từ khi bà tôi lo chuyện cậu ba ra nói, bà hai có vẻ bực bội lung lắm. Không biết có phải bà hai lo nghĩ tới việc đó không, mà thấy bà hai có vẻ trầm ngâm, ít nói ít cười hơn lúc trước. Dạ thôi, coi như tôi chưa nói gì hết. Tôi xin phép bà tôi đi, chứ không về trễ mợ ba rầy tôi chết. Gửi lời cảm ơn mợ ba nghe. Dạ. Đây chính là lúc thích hợp nhất để ra tay rửa mối hận với má con thằng Ba Lâm. Thơ của ai vậy chú Bốn? Dạ thưa bà, thơ gửi cho bà. Gửi cho tôi? Dạ. Kỳ dữ không? Lâu nay tôi đâu có thư từ qua lại với ai đâu. Chú đưa tôi coi thử coi. Dạ. Đúng là thơ gửi cho tôi. Nhưng mà ai vậy? Nguyễn. Tôi chết rồi. Có chuyện lại gửi thơ cho mình vậy? Không lẽ, không lẽ có chuyện gì sao? Mà thôi, tôi đi vô đây. Dạ. Bà có vẻ sợ sệt luôn lắm. Sắp có gì cho mình ăn rồi đây. Vô đi. Bà ơi, mọi việc diễn ra thuận lợi lắm. Bà hai không có nghi ngờ gì hết. Bà mới thấy tên người gửi thơ là mặt bà biến sắc. Dạ, cái việc bà giao tôi đã mần xong. Nhang đèn trái cây nè, tôi đã mua đủ hết. Mời bà ra coi lại. Thôi được rồi, ông cứ để đó cho tôi. Khi nào tôi đi lên chùa thì cho người mang theo giùm tôi nghe. Dạ. Vậy là thành công một nửa rồi đó. Cứ tiếp tục mần như tôi đã dặn ông. Dạ bà đừng lo, tôi đã cắt dặn người đi theo hầu bà rồi. Bà an tâm, phen này bà nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Chuyện gì nè? Có gì ông lại gửi thơ cho tôi vậy chứ? Thu Điệp, bà còn nhớ tôi không? Bao nhiêu năm chia cắt, tưởng như đã đôi ngã phân ly, nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng nhớ tới bà. Hôm nay tôi mạo muội viết lá thư này là vì tôi rất muốn gặp bà, đặng có đôi lời phân tỏ. Bà hãy niệm chút tình xưa
được từ chối mong mỏi của tôi, như chờ sự hồi âm của bà đó. Mà ông vẫn còn nhớ tới tôi sao? Tự nhiên ông khơi lại chuyện xưa làm chi? Để tôi ngậm ngùi rơi lệ như vậy hả? Ủa má, má có thấy mấy cuốn sách còn để quên trên bàn không? Má sao vậy? Má sao vậy? Cứ chị mới lại khóc. Đâu có, con đâu có khóc. Không, tại vì má sức giàu cho nên má cay mắt thôi. Con tìm mấy cuốn sách hả? Má đưa cho vợ con đem qua phòng cho con rồi. Dạ. Thì thôi cũng gì. Nhưng mà má thiệt là không có chuyện gì hả? Không, không có chuyện gì đâu con. Thiệt mà, con về phòng đi. Dạ. Em hai, em chịu ra khỏi phòng rồi sao? Chị tính qua thăm em đó. Chị nói gì kỳ vậy chị cả? Đâu có bệnh gì đâu mà phải phiền tới chị. Thì tại hổm rày em cứ ở riết trong phòng, chị lo là em có chuyện chi buồn bực trong lòng rồi sanh bệnh, nên tính vô hỏi thăm vậy mà. Có thiệt là em không sao không? Chị nhìn đi, tôi đi đứng nói năng bình thường mà, bệnh hoạn cái nỗi gì? Em không đau yếu gì là được rồi. Ta nói có nhiều khi cái bệnh trong lòng nó còn nguy hại hơn cái bệnh bên ngoài nữa. Chị càng nói càng khó hiểu. Chị muốn gì đây? Trời ơi, chị có muốn gì đâu. Tự dưng thấy chuyện thiên hạ chướng mắt, cho nên buồn tình nói chơi mấy câu vậy mà. Em biết không, nghe nói đâu đó có người dám mần việc tày trời. Họ có thai với nhân tình, rồi lại giấu nhẹm đi. Rồi sau này lại đòi chia gia tài của gia đình chồng cho đứa con đó nữa. Đó em coi vậy có tức không em? Tức ghê à? Ôi, hơi sức đâu mà lo nghĩ chuyện người khác chứ. Chị rảnh, cứ lo tụng kinh niệm Phật đi. Như vậy không tốt hơn sao? Em nói đúng đó. Để chị vô, chị tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện cho gia đình mình được bình an vô sự. Còn ai mà muốn dối gạt chuyện gì á, thì trời Phật sẽ trừng phạt họ. Thôi chị vô ngang. Chị đi ngang. Miệng lưỡi của bà thiệt là cay độc. Có lẽ bà biết chuyện gì rồi nên mới nói mí như vậy. Không xong rồi. Nếu đổ bể ra, mình biết ăn nói sao đây? Mình lo quá.
Gì vậy? Dạ thưa bà có thơ. Thôi vô đây đi. Đưa đây cho tôi. Chú đi ra ngoài đi, láng chán đây làm chi. Chừng nào tôi cần tôi gọi. Dạ. Lại là người đó. Biệt tâm biệt tích mấy chục năm nay, giờ lại gửi thơ liên tiếp cho mình. Là sao đây? Tôi biết, tôi đã biết hết sự thật về đứa con của hai chúng ta rồi. Tôi không ngờ chỉ một đêm duy nhất ở bên nhau mà cuộc tình của mình lại có kết quả tròn vẹn như vậy. Tôi rất ân hận vì đã biết được sự thật quá muộn màng. Bao năm nay bà chịu khổ một mình nuôi con thay tôi cảm kích lung lắm. Tôi rất muốn được thấy mặt con, xin bà hãy cho phép cha con tôi được gặp nhau. Tôi chờ tin của bà từng khắc từng giây. Trời ơi, ông viết gì kỳ khôi vậy nè. Chừng đó năm ông đã chôn vùi trong quá khứ, với nhiều quay lại khơi lại đống tro tàn. Đi bà, em ăn đi cho đỡ đói. Tao bắt được tụi bay rồi. Đi ra tụi bay trốn ở đây hả? Xuống tay điểm đó đi. Mấy người là ai? Mày sao xong vô đây là bắt người chứ? Cô hai à, cô theo tụi tôi về đi. Cô thằng mày cả gạt suốt cô hai. Bỏ trốn, thì tao sẽ bắt mày về con hội đồng thị tổng. Đi mày đi, đi kìa. Nhanh, buông ra. Buông ra. Nghe không được bắt lại. Tại công tử đi, không ai bài biểu gì hết. Chị bà, chạy đi. Chạy đi. Đứng lại. Chạy đi đi em. Chạy đi không? Đi. Buông ra. Chạy đi em. Buông ra mà. Anh Nhược, tôi không thể để anh liên lụy được. Còn mấy người nữa, nếu mấy người không nghe lời tôi đạp đầu tôi tự vật chết bây giờ. Điệp, anh chạy đi, ở đây là chết bây giờ. Đi đi, anh chạy đi. Lại. Đứng lại, đứng lại đó. Anh chạy đi, đi đi, nhanh lên. Bây giờ tôi theo hai người về là được chứ gì. Nè, hôm rại cô có nghe người ta nói cái gì không? Nói gì? Mấy hôm nay thiên hạ họ bàn tán râm ran. Họ nói cậu ba nhà mình... Không phải con ruột ông hội đồng phải không? Ủa, cô cũng nghe rồi hả? Trời ơi, tôi nghe đầy cái lỗ tai rồi đó. Thiệt chứ. Mà tôi không ngờ hen. Mà hai nhà này ghê gớm thiệt á. Người ta nói bà có bầu cậu ba trước khi về làm vợ ông hội đồng đó mà. Còn nữa nghe, ta nói... Còn cái gì nữa? Nói luôn đi. Mợ hai, mấy người dám nói thằng tôi hả? Có đời thổ nhà ai mà gia nhân bêu riếu nói xấu chủ nhân như vậy không? Dạ. Tôi làm sao? Kể tiếp đi. Mấy người mà không nói ra được á, tôi lôi ra tôi đánh nát thầy biết không? Mợ hai, nói đi. Bây giờ tôi cho nói sao không nói? Nói nữa đi chứ. Nói đi. Tại sao không nói chứ? Nói. Mợ hai, mợ hai ơi. Mợ hai. Mợ hai ơi. Mợ hai sao không mợ hai? Mợ. Mợ hai. Mọi người thấy hết rồi đó. Đây là tôi sửa còn nhẹ rồi đó. Sau này hễ mà tôi nghe bất cứ ai nhắc lại mấy cái chuyện bá xà bá láp này nữa thì đừng mong giữ được mạng sống. Nghe tỏ chưa? Dạ.
Không được, phải đốt lá cờ đi ngay lập tức. Thằng Ba đã thấy được lệnh chết. Má đốt gì vậy? Con làm má hết hồn mà. Sao con vô phòng má giờ này? Má giấu vật gì đó? Đưa cho con coi. Đâu có gì đâu con. Đâu có gì đâu con. Không có gì hết. Con à, con đừng hiểu lầm má như vậy. Má với ông ta không có can dự gì với nhau hết. Chẳng qua là thời con gái má có quen biết với ông ta. Nhưng không hề có chuyện gì xảy ra hết đâu con à. Má không hiểu cớ chi mà ông lại gửi thơ cho má nữa. Má Lâm, má thề có Phật trời chứng giám đó con. Má, má cho con biết người đàn ông đó tên là gì? Ông ta hiện sống ở đâu? Tầm bao nhiêu tuổi? Và bề ngoài của ổng có gì nổi bật hay không? Mà con hỏi anh chị mấy chuyện đó. Mà mặt mũi ông ra sao má quên hết rồi. Má đừng gạt con. Nếu má không nói, con sẽ tự đi dò hỏi. Đừng con ơi. Đừng có nóng vậy. Để từ từ má nhớ. Để coi. Ông tên là Nhuần. Là Hai Nhuần. Theo địa chỉ để trên thơ thì ông đang sống dưới quê. Còn tuổi thì năm nay chừng năm mấy 60. Ông không có gì nổi bật hết á. À, hồi nhỏ ông có bị phỏng nên để lại một vết thương khá lớn trên mu bàn tay á. Má cũng nhớ rõ vì người ta quá đó chứ. Con nói gì kỳ khôi vậy? Con không được nghĩ quấy cho má đó nha. Mà con tính mừng chuyện gì vậy? Nói cho má nghe đi. Ba Lâm. Không có gì đâu. Thôi má nghỉ ngơi đi. Ba Lâm à, Ba Lâm, con đừng có làm chuyện gì thất nhân nha con. Người ta không có tội tình gì đâu. Má xin con đó. Con đừng làm gì tổn hại tới họ. Mừng vậy sẽ gặp quả báo đó con. Ba Lâm, con nghe lời má đi con. Chứ chi mà má đã bên người ta chầm chầm rồi. Con tự biết con phải làm gì. Má không cần phải cản trở con đâu. Ba Lâm à, con. Ba Lâm, con. Ba Lâm à. Ủa mình đi đâu có bộ gấp gáp vậy? Tôi có việc gấp phải lên tỉnh, phải đi liền ngay bây giờ. Chắc vài ngày mới về lần đó. Dạ thôi mình đi kẻo trễ. Tú hả con? Dạ má. Con có thấy thằng Ba Lâm nó đi ra ngoài này không? Anh Ba Lâm ảnh mới vừa đi đó má. Coi bộ ảnh gấp gáp lắm. Mà má kiếm ảnh có việc gì không? Hay để con kêu người kêu ảnh quay lại? Thôi khỏi,
Má biết tánh của nó mà. Nó muốn bần việc gì thì ông trời cũng cản nó không được nữa. Khổ hết sức vậy đó. Không biết phải tính sao bây giờ nè. Má, nếu má không ngại á, má nói cho con biết đi. Coi thử con có giúp gì được cho má không. Thôi thì má đành phải trông cậy vô con nè. Tú à, thiệt ra thằng Ba Lâm nó không có lên tỉnh, mà nó đi về quê của má đó. Hả? Người đàn ông mà nó đang đi tìm á, nó nghĩ người này có quan hệ thân thiết với má. Ừ. Nó đã gặn hỏi má, mà má chưa kịp nói gì hết. Mà nó chưa nghe rõ gọn ngành câu chuyện là nó đã bỏ đi rồi. Trời ơi, má lo lắm con à. Người ta dụng kế để hại chồng con đó. Tú à, con hãy mau theo nó đi. Con hãy khuyên can nó, rồi có chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Đừng có nóng nảy mà hại đến tấm thân đó nha con. Thôi con vô thu xếp rồi đi liền giùm má đi con. Dạ. Dạ, con thưa má. Thưa má hai, thưa má ba và tất cả mọi người. Hôm nay tôi mời cả nhà tụ họp lại đây là để nói cho mọi người biết một việc vô cùng hệ trọng. Hay nói đúng hơn là phanh phui một cái trò lừa bịp, một sự gian dối đã kéo dài mấy chục năm nay ngay tại trong ngôi nhà của mình. Hai Hoàng, con nói giỡn chơi phải không con? Má ba, đây là sự thiệt. Nếu như mà má không tin con á thì má hỏi thẳng má hai đây với người đàn ông này, rồi họ sẽ nói cho má biết thân phận thiệt sự của thằng Ba Lâm. Hai Hoàng à, con đi quá trớn rồi nghe con. Má hai à, sao nãy giờ má im lặng vậy? À, hay là má ngại? Má ngại không mấy để con nói cho má nghe nghe. Thiệt ra Ba Lâm không phải là con ruột của cha. Đó là con ruột của người đàn ông này và bà hai. Cho dù mọi việc đã bị ém nhẹm từ khi cha còn sống, nhưng tới nay thì không thể nào bưng bít được nữa. Trời ơi, chị hai, sao chị ngồi im lìm vậy? Chị nói gì đi chị. Nói gì nữa nói. Tội trạng chứng cớ rành rành ra đó. Hai người cùng có mặt ở đây thì sao mà chối tội được nữa phải không? Hai Hoàng, con biết luật lệ nhà mình hả con? Dạ con biết chứ má. Con biết gia quy phép tắc của cái nhà này chứ gì? Dạ. Thôi thì đã xử thì con phải xử cho thiệt nghiêm, đặng làm gương cho kẻ khác nha con. Dạ má nói đúng lắm. Nhưng mà trước khi định tội, mình cũng nên để cho má hai tự thú nhận tội lỗi của mình trước đi cái đã, có đúng không má? Kìa, Hai Hoàng, con không được vô lễ với má hai con như vậy. Không sao đâu em ba. Chắc mọi người cũng muốn tôi kể lại toàn bộ sự việc năm xưa lắm, đúng không? Ông Nhuần à, tôi xin lỗi ông. Mặc dù tôi hứa với ông sẽ giữ kín chuyện này, nhưng ông thấy đó, tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Ông đừng có trách tôi nha. Bà cứ nói đi. Ngày xưa còn trai trẻ tôi còn thấy hổ thẹn, chứ bây giờ ha, gần đất xa trời rồi, ai mà chê cười mượt kệ, tôi không có bận tâm nữa đâu. Ừ, vậy thì để tôi nói. Ai dám nói thằng Ba Lâm là con của tôi với ông Nhừng vậy? Có chứng cớ gì thì cứ trưng ra đi. Em hai à, có phải từ lúc mà em còn thiếu nữ á, em với người đàn ông này đã có giao tình với nhau đúng không em? Có phải trước ngày em về em làm vợ ông hội đồng á, trong đêm hôm trước khi tân hôn, em đã bỏ trốn theo người đàn ông này. Sau đó em về, em sanh thằng Ba Lâm thiếu tháng. Trời ơi, sao lạ vậy? Trốn chồng đi với người đàn ông khác, rồi sanh con thiếu tháng. Sao trùng hợp vậy em? Sao mà trùng hợp dữ vậy ta?
Chị cả à, chị cũng biết được khá nhiều chuyện về tôi đó chứ. Nhưng đáng tiếc, có một chuyện hệ trọng mà chị không bao giờ biết. Chuyện gì? Đúng là tôi với ông gần đây có giao tình với nhau. Thấy chưa? Nhưng đó chỉ là tình bạn tri kỷ tri âm, chứ không phải là chuyện tình cảm trai gái gì hết. Thấy không con? Không có tin nổi má ơi. Bỏ chồng đi theo người đàn ông trong đêm đó mà nói là chỉ có tình bạn tri kỷ, chưa ai tin. Tất cả mọi người nghe tôi nói hết đi đã. Cái đêm hôm đó mà tôi bỏ đi đó cũng là do sự nông nổi. Tôi không muốn lấy chồng theo sự ép buộc của tía má tôi. Ông Nhuần đây á chỉ là người giúp tôi trốn thoát. Giữa tôi với ổng không có chút gì là trái với luân thường đạo lý hết. Thằng Ba Lâm á đích thị là con của ông hội đồng. Vì cái gì? Vì sao chị? Chị nói đi chị. Mà cứ nói đi. Vì là gì? Vì sao? Giờ thì em nói đi. Sao chị hai? Chị hai, chị nói đi. Là gì? Vì sao? Nói đi chị. Vì ông Dừng là người đã bị hoạn từ năm lên 10 thì làm sao mà có con được. Phải rồi, tôi đã sống trong mặc cảm này mấy chục năm qua rồi. Và chỉ một mình bà hai là người duy nhất biết được bí mật này. Nhưng cớ chi ông lại viết thư cho má tôi, nói là đòi gặp lại con? Tôi xin lỗi cậu ba, là do cậu hai đây đã cho người bắt tôi về rồi tra khảo dọa giết tôi nếu tôi không chịu giết theo ý của cậu ấy. Ông Nguyễn Long! Thôi mà ông Nguyễn Long! Anh hai! Bây giờ thì mọi người đã tỏ hết rồi chứ. Bác cả, anh hai, hai người nói đi. Ai sẽ bị xử tội theo gia pháp gia quy đây? Tôi nói trước, cái tội bắt người, dùng hình ép cung, vu oan cho người khác, cái tội đó không phải là tội nhỏ đâu. Nếu cần tôi sẽ đưa lên quan do họ tra xét. Bà Lâm à, chú bỏ qua cho anh đi chú. Là do anh nghe theo lời của má anh. Hai Hoàng à, không, anh cũng không biết anh bị sao mà ma xui quỷ khiến anh, cho nên anh mới mần mấy chuyện hồ đồ như vậy. Chứ thiệt ra anh không có nghi ngờ gì thân phận của chú hết. Lúc nào tôi cũng thương chú, để trọng chú hết mà. Nếu mà chú không tin, anh xin thề với chú. Má hai ơi, con biết lỗi của con rồi má hai. Má hai ơi, má hai tha cho con một lần đi má hai. Má hai nói với Ba Lâm một tiếng đi má hai. Đừng có nhiều lời. Tôi trả anh trình cho đó. Nếu không nghiêm trị, làm sao làm cứu cho kẻ khác được. Má, người đâu? Dạ. Má hai ơi, giúp con đi má. Con đừng nỉ má hai mà. Má hai ơi, giúp con đi má. Rốt má sao hè. Dạ. Con đừng nỉ má. Đánh gác cẩn thận cho tôi. Chờ kẻ xét xử. Con lại má. Hai Hoàng. Má hai. Ba Lâm. Buông tôi ra, tụi mày buông tôi ra. Dám lại. Ba Lâm, em tuyệt tình với anh sao? Em tha cho anh một lần này đi. Anh xin em mà. Dám anh ta lại. Đây là mệnh lệnh. Ba Lâm. Ba Lâm. Tụi mình... mày buông tôi ra coi. Mình... buông tôi ra. Hoàng ơi. Hoàng ơi. Buông tôi ra ơi. Thường. Thường ơi. Thường. Thường. Thường ơi. Trời ơi, cảm ơn trời Phật đó. Con biết cũng nhờ ơn trời Phật mà má con mình tai qua nạn khỏi đó. Ba Lâm à, con biết mấy ngày hôm nay á, lòng dạ má như lửa đốt không con? Con vừa mới bỏ đi á, là má biểu con Tú phải chạy theo con liền đó. Nói vậy chứ lỡ mà con có mệnh hệ gì á, chắc má chết theo con luôn quá à. Má, chồng con đã bình an vô sự rồi, má hết lo chưa? Thì má cũng thấy vui lắm. Nhưng mà trong lòng má cũng thấy áy náy. Cũng vì muốn cứu mạng cho thằng Ba Lâm á, má đã thất hứa với ông Nhuần. Nói ra việc này á, má thấy tội nghiệp chồng hết sức á. Không biết ông còn giận má không nữa. Thôi mà má, ông Nhuận cũng đâu có trách móc gì má đâu. Ông với má vốn là bạn tri kỷ tri giao mà. Đương nhiên là không phải thấu hiểu cho má rồi, đúng không má? Cái thằng này học đâu cái thối liếng sáo đó hả mày? Tới má mày mà mày cũng muốn chọc ghẹo nữa hay sao? Thôi tụi con nghỉ sớm đi, má về phòng má đi nè. Dạ má về. Dạ má về.
Ủa mình? Mình đi theo anh chứ vậy? Tôi mệt quá, tôi sợ không đuổi kịp mình. Có việc chi hệ trọng mà mình xuống tới tận đây vậy? Mình à, mình có biết là mình sắp gặp nguy hiểm không? Tôi khuyên mình nên quay về nhà đi, đừng có mần việc này nữa. Người ta đang giăng bẫy muốn hại mình đó. Thiệt ra tôi tình cờ nghe loáng thoáng má cả với lại anh hai bàn việc gì đó mà liên quan tới mình đó. Tôi nghi họ có dụng ý không tốt với mình đó. Sáng nay má lại hốt quảng cậy tôi đi tìm mình. Tôi nghĩ đây là mưu kế của má cả đó. Mình nghe lời tôi đi về đi. Không, tôi không có về. Nếu quả thật đó là dụng mưu hại tôi thì tôi phải làm cho rõ việc này. Tôi đã xuống đây rồi thì phải tìm cho được người đàn ông đó. Tôi không có sợ má con họ đâu. Cảm ơn mình đã lo cho tôi. Mình đi về đi. Hương, con tỉnh rồi hả? Trời ơi, con làm má lo quá chừng à. Má, con chỉ hơi mệt trong người thôi mà. Sao má mời thầy tới khám chi cho thất công vậy má? Thất công gì không biết. Con à, con có biết là con đã có thai rồi không? Má mừng lung lắm con ơi. Như vậy là trời Phật thương tình ban cho vợ chồng con một mụn con để nối dõi tông đường đó. Con có thai thiệt hả má? Mợ hai có thai hơn 4 tuần rồi. Tôi đã bắt mạch cho mợ kỹ lắm. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Tôi sẽ hậu tạ cho thầy. Dạ. Hương à, từ rài con phải đi đứng cẩn thận, phải biết kiêng cử, tẩm bổ vô cho cái thai nó mạnh ngang con. Dạ. Nằm nghỉ, để má tiễn thầy ra cửa. Dạ, mời dạ. Thầy. Dạ, dạ tôi xin thầy. Phép mở tôi đi. Ba Lâm ơi, má cả nè con. Dạ, có chuyện chi không má? Má có chuyện muốn nói với con. Dạ, vậy con mời má cả vô. Má ngồi xuống đi má. Có chuyện chi mà má vui dữ vậy má? Má qua báo tin cho vợ chồng con hay. Vợ thằng hai nó có thai rồi con. Thiệt là chuyện đáng vui đáng mừng cho cả dòng họ mình phải không con? Sắp có cháu đích tôn rồi. Nhưng sao má lại ngập ngừng? Má cứ nói đi. Ba Lâm à, má vui nhưng mà niềm vui của má không được trọn vẹn con à. Con dị tình má, con thả anh hai ra ngang con. Dầu sao các con cũng là máu mủ ruột rà. Anh hai con nó lỡ dại, má sẽ rầy la nó cho nó biết hối lỗi. Với lại chị hai con đang có thai, má sợ nó buồn chuyện của chồng nó mà có hại cho đứa bé. Má xin con đó Ba Lâm à. Mình à, má cả đã xuống nước năn nỉ mình như vậy rồi, mình bớt giận đi. Mình ừ cho má vui đi mình. Bây giờ chị hai đã có thai cháu đích tôn của dòng họ thì cũng coi như là chuộc lỗi của anh hai rồi. Mình tha cho ảnh lần này đi mình. Tôi vẫn chưa nguôi giận đâu. Nhưng má cả đã lên tiếng thì tôi tạm tha cho anh đó. Nhưng má cả, nếu anh hai không sửa đổi tánh nết thì con không trọng dung với anh lần nữa đâu. Thôi được rồi được rồi. Má cảm ơn hai vợ chồng con. Má sẽ rầy la để cho nó sợ mà nó chừa. Thôi để má xuống rồi kêu đám gia nhân thả nó ra nghe. Con
con đã hứa là thả rồi nghe. Má cảm ơn nhiều nghe.